Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình có clip về một cái cây hồng ngọc mai này. Đang là bông rất là đều ha. Cây này chắc bằng ngón trỏ này. Trẻ rất là già này, cây này già này, mình, nó cũng không có bự lắm nhưng mà vô chọn đấy các bạn thấy xem. À, bông rất là nhiều. Hôm qua mình còn một cây bông rất là đẹp này, nhiều bông, một cây bự hơn cái này nữa mà anh kia anh lấy luôn rồi. Vừa vừa mới lên hàng cho anh lấy luôn à, không mình không có làm clip được, nó đẹp hơn cái này nữa nhưng mà lên vừa đến nơi là anh gọi anh gửi hình anh lấy luôn rồi, nên là nay mình còn có một cây này thôi. Đây thì bạn nào thích thì comment số điện thoại cho mình để mình gửi hàng. Cây này cả chậu luôn là 200 ngàn nha, 200 ngàn luôn chậu đây nha, nguyên chậu gốm nha. Này rất dễ chăm sóc, về bạn về bón phân thêm thôi. Okay, đấy. Đang còn ra bông nữa nha, nó ủ rất là nhiều. Đấy, cái này cũng là đều ra nhìn đẹp lắm nha các bạn. Đấy, bạn nào thích chơi comment số điện thoại rồi nhắn tin cho mình hoặc là gọi điện cho mình trực tiếp số điện thoại phía dưới, mình sẽ đóng hàng mình gửi cho nha, 200 ngàn không bao ship. Mình có nhận gửi đi tỉnh nha. Bạn nào thích thì cứ alo mình. Dòng này thì dễ chơi thôi và thích hợp các bạn để bàn văn phòng rất là hợp nhé. Rồi các bạn vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ mình nha và nhận video mới. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mình xin kết thúc clip đây. Vậy nhé. Cây này có giá 200 ngàn, không bao ship nha. Xin cảm ơn.